Hàng mới về hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 5. Thì hôm nay là cô Nia sẽ có là khô cá sặc xay dẻo nè. Cá sặc xay dẻo là khoảng 40kg đó anh chị. Đó, hai sọt đây nha. Rồi cá dứa một nắng. Cá dứa một nắng à, cái size nó từ 8 lạng đến 1,4 kg một con. Đó, như con cá dứa này là khoảng 8 lạng đó anh chị. Mới vừa lên tới luôn. Mới vừa lên tới luôn cá dứa nha. Đúng cá dứa nó có hai chỉ đen anh chị nha. Có hai chỉ đen. Rồi, đó. 8 lạng rưỡi. Rồi là 8 lạng luôn. Ở đây là có cá dứa sấy dẻo đó anh chị. Cá dứa sấy dẻo. Đây là 1 kg nó hai con này. Sẵn đây Út sẽ cho anh chị coi nha. Có nhiều anh chị hỏi Út Loan là cá dứa mà sấy dẻo một con nó khoảng 5 lạng đến 7 lạng thì nó có nhỏ không? Thì đây là cái túi này là 1 kg là hai con, một con khoảng 5 lạng nha. Rồi, Út đưa bàn tay lên. Rồi, là đây có hai bàn tay anh chị nha. Nếu mà Út so với con cá dứa một nắng đi. Cá dứa một nắng con này là cỡ 1,1 kg nè. Đó. Rồi. Như thế không? Đây nó gần bằng nhau nha. Bây giờ Út sẽ ghép vô nè. Anh chị coi ha, gợi ý luôn nè. Nên á là con cá dứa một nắng nó cỡ 1,1 kg thì nếu mà mình sấy khô dẻo thì nó sẽ qua ra khoảng 5-6 lạng một con chị nha. Là chị yên tâm là con cá dứa sấy dẻo năm đây là không nhỏ nha. Đó, nó vẫn rất là to. Nếu mà làm một nắng thì nó khoảng 1,1 kg đó. Ha, rồi. Còn đây là cá, đây là tôm đất thiên nhiên loại 1. Tôm đất thiên nhiên loại 1 bữa nay nó mới có nên chị, từ sau Tết tới giờ nó ít ghê luôn á. Lâu lâu nó mới có nha. Hôm nay được một sọt thế này cũng có mấy anh chị đặt hổm giờ rồi. Rồi, đó, anh chị hình như cũng được có 13-14 kg thôi. Cũng có anh chị dặn hổm giờ rồi, chị Út Loan sẽ giao. Còn lại nó cũng khoảng vài ký thôi, anh chị nào cần mua tôm đất thiên nhiên này nè thì nhắn cho Út Loan sớm nha. Thật sự hàng này sau Tết rất ít, lâu lâu mới có ha. Ha. Thì hôm nay thì cô Ni lên cá mới thì Út Loan quay video cho anh chị cập nhật là yên tâm là mình có đặt khô cá để ăn ở đây. Làm quà biếu đi nước ngoài đó, hoặc là gửi đến eo đi Mỹ, Úc, Canada gì đấy, hoặc là biếu tặng cho người thân ở trong nước là yên tâm là luôn có cá mới cho mình nha. Bởi vì thứ ba thứ năm thứ bảy hàng tuần Huni sẽ có cá mới để gửi đóng thùng gửi đến eo đi các nước hoặc là giao cho các anh chị đi nước ngoài đó. Anh chị cần tư vấn gì về sản phẩm khô cá thì cứ gọi hotline hoặc là nhắn Zalo cho Úc Loan nha. Úc Loan xin chào anh chị ha.